Nam mô Bụt Hay, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. À, trước tiên kính lễ lên Đức Phật Cha, kính chào cô tu nữ Phục Hạnh, kính chào chị Meta, chị Hồng Nhật, chị Phương Mộng, chị Tâm Hạnh, chị Nhật Quỳnh, chị Kim Nhung, chị Trang Thư, đạo hữu Karuna, chị Thiện Vũ, chị Thanh Hoàng, chị Kim, đạo hữu Kim Lê, chị Niệm Từ, chị Lâm, chị Hà, chị Quan, chị Phổ Biển. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 324. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanattaya Sawandami Vutthu Mahesi Arahang Tathagato Lokuttamo Tapakaru Hichet Thakolokasasa Janadam Makko Vido. Như lai của Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền lặng các chân, tôi thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tinh tịnh thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đến lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý giá ta sát sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ca rô cô sát bà nhu bút thóc bà tí phù tí sanh nhá tô văn đà mã hành tăng nã ra phù. Thế này giác tăng, pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng vô minh, phai ta làm chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số bát tát sát ta quốc khô sát kha số ta mô quốc ra thầm bát sát kha khô niên đà bát sân sa đi a na đá rô quá rô quan đà má hình tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh vong Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần, xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin lệnh đệ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanattayateje nasikha me e tuva thanan tasa bi anupa ve nasahataye nasichatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, môn nhờ Đức Phật uy danh cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hay. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đồng. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 324. Trong câu Phật ngôn 324, câu này tương đối hơi khó ha, quý vị chú ý. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào màn hình ha, để quý vị thấy rằng trong cái giọng đọc quý vị âm đoạn âm ha, một câu chúng ta đọc hai lần. Thana ba la cô na ma kun cha ro. Thana ba la cô na ma kun cha ro. Câu số 2. Katu ka phê đa nô đun li wa ra yo. Katu ka phê đa nô đun li wa ra đồ. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Thana ba la cô na ma kun cha ro ca tu ca phê đa nô đun li wa yo. Thana ba la cô na ma kun cha ro ca tu ca phê đa nô đun li wa ra yo.
Bây giờ qua câu 3 của bộ Bát Thù Cá Ba Lần Na Phùn Chá Tị. Bát Thù Cá Ba Lần Na Phùn Chá Tị. Câu 4 Sumarati Na Gá Quá Na Sa Phùn Chá Rồ. Sumarati na gawasa kun. Alo, tại sao trước là mùa xuân không có mùa xuân tí nào không thèm nghe hả? Nói cho có người nghe trước là mùa xuân không thèm nghe ha, thì dễ ha. Rồi bỏ chạy, chạy ra ngoài để tránh chạy vô đi. Bây giờ câu 3 câu 4 ôn lại nè. Nghe câu 3 câu 4. Alo, có nghe rõ chưa? Chức lá mùa xuân. Bát thù ca bùn chê ti su ma ra ti na ga ga na ga wa na sa bùn cha rô. Bát thù ca lăng na bùn chê ti su ma ra ti na na ga wa na sa bùn cha rô. Chắc con gà gáy lớn hơn là cái giọng đọc hay sao? Bây giờ ôn lại nguyên bài ha. Thana bà la phù nà mắc phù nhìn cha vô ta thu ca phê đá nồ đùn lý hòa ra dồ. Bát thô ca ba lăng nà phù nhìn cha tê su ma ra tị nà gà qua nà sa phù nhìn cha vô. Bài dài quá, đọc một hơi không biết coi có nổi không. Thanh áp bà la cô nà mắc quỳnh chá rồ ca tu ca phê đá nồ đùn lý hòa tá dồ bát thù ca ba lần nà quỳnh chá tư sư ma ra tí nà nà gá quá ná sá quỳnh chá rồ. À, tài dịch, tài dịch à. Kỳ quá. Chương 2 đọc cho nó dễ ha. Thana bà la cô na mắc quỳnh cha rô ca tu ca phê đa nô đồn lý hòa ra dồ. Bát thô ca bạ lăng na phùn cha ti su ma ra ti na ga wa na sa phùn cha rô. Alo, bây giờ bắt đầu phân tích ha. Cái người mà không chịu nghe nói lần đọc hôm nay dở quá không chịu nghe thì bây giờ có người đã lên đọc trước ha. Alo, xin chức là mùa xuân đầu tiên. Rồi Huynh Giang Nhất Hà thứ nhì ha. Rồi Huynh Giang Nhất Hà chuẩn bị tinh thần ha. Rồi xin chức là mùa xuân đọc trước đi. Thấy bài chưa? Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Giờ con chưa nghe được gì hết, nhưng mà thôi con đọc luôn. Thana pa lakko na makun charo katu kafe dano dan niwa rayo. Thá ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thường, lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, má cú má là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, cá tú cá phê đá là năm đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đân là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Thanapa lakko na makun charo
katukathe dano dan niwa rayo. Bato kat ba lăng na phun chát tí. Bato kat ba lăng na phun chát tí. Sumarati na gawanasa kun na na gawana na gawanasakun charo. Bát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, cá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, xú má rá là ba đoạn âm. Tí là đoạn số má rá tí là bốn đoạn âm, na là trường âm thông thường, gá quá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Bát thô ca ba lăng na phun cha tí sumarati na gawanasakun cha rô. Con xin đọc lại từ đầu. Thana pa lako na makun cha rô katu ka phê ta nô. Con xin sám hối, con xin đọc lại cái này. Thana ba la cô na ma cun cha ro ca tu ca phê da no dan ni wa ra yo bát thô ca ba lăng na cun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa cun cha ro. Cho con đọc lại lần nữa. Thana pa la cô na ma cun cha rô ca tu ca phê đa nô đần ni wa ra đần ni wa ra yô bát thô ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa cun cha rô. Chắc còn đọc sao cũng sai nhiều, mong ngày xưa dùng con cũng xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng mới vừa vô, gặp để con đọc phân tích ạ. Dạ, con xin phân tích câu Phật ngôn 324. Phá Na Pa La Khô na mát khun cha rô khát thú cá phê đa nô đùn ni và radio. Dạ, câu số 1, câu số 2. Phá là đoạn âm, ná phá là đoạn âm, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, má là đoạn âm, khun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, khách là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, cá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là trường âm thường, đun là trường âm nhấn,
Ní là đoạn âm. Qua là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Vô là trường âm thông thường. Phá ná phà lá khô na má khun chá rô cách tú cá phê đá nô đun ní hòa rá vô. Và câu số 3 và câu số 4. Bát phát thô khá ba lăng ná bùn chá tí su ma rá tí na ga và ná sá khun chá rô. Bát là trường âm nhấn, thô là phô là trường âm thông thường. Cá với bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá và tí là hai đoạn âm. Câu số 4, sumarati nagavanasakuncharo. Su má rá tí là bốn đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Gá vá là hai đoạn âm. Nas là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Khun là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Rô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Phá ná phà lá khô na má khun chá rô khát tu khá phê đá nô đun ni hòa rá chô phát thô khá phá lăng ná phun chá tí su ma rá tí na gá vá nát na gá vá nát sá khun chá rô. Dạ con xin nhờ sư sửa giùm cho con ạ. Con xin mời vị kế tiếp dạ. Sa thủ Sikha Chích Quân Chích hai vị này cho ba cần hoa có thể là nghe nhầm, còn Thích Ca Kim Nhung là hai cần hoa có vấn đề đó. Chích Phúc Biển cũng ba cần hoa hả? Chích Thanh Hoàng còn thêm đi cà phê nữa, sướng thiệt. Huỳnh Giang Nhất Hà ơi, hai cành hoa là chính xác, chứ không hưởng được ba cành hoa. Câu số 2, Katuka Phê Đa Nô. Katuka Phê Đa Nô. Chữ ca này là đoạn âm, tại sao lại đọc là trường âm nhấn? Katuka, đó là ba đoạn âm, nhưng mà Huynh Giang Nhất Hà đọc là chữ ca. Chữ cá thành đã trường âm nhấn ở chỗ này. Nếu mà thêm một chữ tê nữa thì bỏ đi ha. Cá tu cá ba đoạn âm ha, nhớ chỗ này chắc là viết sai. Cái giọng đọc của huynh Giang Nhất Hà rõ chính xác. Hay là muốn tạo một cái lỗ hổng ở chỗ này để coi đạo tràng có theo dõi hay không ha. Thật sự hai chữ tê thì bỏ đi một chữ tê, còn mà nếu mà tạo một lỗ hổng thì Xích Kim Nhung nè, rồi Xích Thanh Hoàng nè, rồi Xích Kim nè cũng đã nghe rõ rồi ha. Rồi quan hệ xà thu Huỳnh Dân Nhất Hà tiến bộ. Bây giờ mời Sister Man, Sister Phu Biển, Sister Man lên trước, Sister Phu Biển chuẩn bị tinh thần ha. Rồi xin mời quý vị chúng ta tiếp tục. Alo. Dạ thưa sư, cho con xin phép được phân tích câu 324. Theo sự hiểu của con, Thana bà lạc cô na mắc quỳnh chá rô ca tu ca phê đá nô đùn ni và ra dô. Thá ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, má là đoạn âm, quỳnh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Cá là cá tú,
ca là ba đoạn âm, vê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Thana bà lạc cô nà mắc quỳnh chá rô, ca tu ca phê đá nô, đun ní và ra vô. Câu 3 và câu 4. Bắp thù ca ba lăng nắp quỳnh chá tí, sumarati nà văn nà ga văn nắp sa quỳnh chá rô. Bát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm, sumara tí là bốn đoạn âm, na là trường âm thông thường, gá vá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, quân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Bát thù ca ba lăng nắp quỳnh cha ti sumara ti na ga va nắp sa quỳnh cha rô. Con xin đọc lại bốn câu. Tha na ba la cô na ma quỳnh cha rô ca tu ca về đa nô đùn ni và ra dô. Bát thô ca ba lăng nắp quỳnh cha ti sumarati na ga va nắp sa quỳnh cha rô. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Dạ con phổ biện, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức sư phụ Pháp Trang. Con kính lễ cô tiểu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu Phật ngôn 324. Thana bà la cô na ma quân cha rô trá tú cá cá tú cá phê đá nô đùn ní hòa ra dô. Câu 1 và câu 2. Thá ná là hai đoạn âm, là trường âm thông thường. Lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Na là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, quân là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Cá tú cá là ba đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Bát câu 3, câu 4 là bát thô cá ba lăng na phun chá tí su ma ra tí na ga na vát sát quân chá rô. Bát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Cá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, xú má rá tí là bốn đoạn âm, na là trường âm thông thường, gá quá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Tha na ba la cô na ma cun chá rô ca tú ca phê đa nô đun ni hòa ra dô bát thô ca ba lăng na phun chá tí Sumaratina Gawanat Sakun Charo. Dạ con đã phân tích. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thú
Sister Man và sư phụ biển à, không có chỗ nào sai sót. Quý vị này giỏi quá ha, đâu có gì đâu mà phải chỉnh sửa. Bây giờ mời Sít Oanh Phan rồi tới Sít Hà ha. Sít Oanh Phan lên trước, Sít Hà chuẩn bị tinh thần. Alo, Sít Oanh Phan đâu rồi? Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Thá Na Pa Lá Cô Na Má Cùn Chá Rồ Khá Tú Khá Thề Đá Nồ Đùn Ní Quà Rá Dồ. Dạ con xin phân tích ạ. Thá là đoạn âm, ná là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, má là đoạn âm, khun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, thú là đoạn âm, khá là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu 3, câu 4 ạ. Bá thô khá bá lăng ná buồn giá tí xú má rá nà gá quà ná xá khôn chá rồ. Dạ con xin phân tích ạ. Bá là bá là đoạn âm, bá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm đọc trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô. Dạ con xin sám hối con đọc lộn. Con phân tích lộn câu số 2, câu số 3 thành câu số 2. Dạ con xin phân tích lại ạ. Bá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường. Dạ. Khá là đoạn âm, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, buôn là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tí là đoạn âm, xú má rá tí là bốn đoạn âm, na là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, qua là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, khôn là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, rô là trường âm đọc theo trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại nguyên câu ạ. Thá na ba lá cô na má cùn chá rồ khá trú khá thề đá nồ đùn lý hoài rá dồ.
bá thô kháp bá lăng ná buồn giá tý súp má rá tý nà gá và ná xá khùn giá rồ. Dạ con xin xuống mít ạ, nhường cho chị Hà. Dạ con xin sư sửa giùm cho con ạ. Alo, 123, 123. Công nhận cái mic này mũ nhiều quá ha. Dính coi như là không thả ra được luôn. Chica Oanh Phan ơi, cái câu rõ ràng nhất á là cái câu số 3 ha. Khi phân tích thì có vấn đề hơi phân tâm tí, nhưng mà cái giọng đọc nguyên bài thì ổn định, đọc thì đúng, mà tại sao phân tích chữ bát thô, bát thô câu số 3, nhưng mà tại sao mà chữ bát này nó là đoạn âm nghe giọng đọc ha, bát thô, chữ bát này là một trường âm nhấn chứ không phải là đoạn âm ha. Alo Chica, chị Quan, nếu mà thấy rằng ở chỗ này thiếu một chữ D ha, thiếu một chữ D thì bây giờ thêm vô ha, đó là trường âm nhấn chính xác. Nhưng mà chắc là mũ mic nó dính đầy tay cho nên bị vướng hay sao ha. Rồi xà thủ chỗ đó là tốt rồi ha, bát thô hai chữ là hai trường âm ha, một trường âm nhấn và một trường âm thông thường. Rồi bây giờ Xích Hà đâu rồi? Bỏ của chạy lấy người ạ. Thấy rồi. Xin mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Bà, Nam Mô Sanh Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài. Thana bà la cô na ma kun cha ro ka tu ka phê đa nô du ni wa ra yo. Thá ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, cô na là trường âm thông thường, má là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Tha na bà la cô na ma cùn chá rô ca tú ca phê đa nô đù ni hòa ra yô. Cá tú là cá tú khá, cá tú cá là ba đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, nô trường âm thông thường, đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, hoa trường âm thông thường, rá trường đoạn âm, vô trường âm thông thường. Thana bà la cô na ma cùn cha rồ cá tú cá phê đá nô đun ní hoa ra vô. Bác thô ca la lăng na ca la nặng, dạ con xin sám hối. Bát thô ca ba lăng na phun cha tí su má ra tí na ga quá na xá cun cha rồ. Bát là trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Cá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Bát thô cá bá lăng ná phun chá tí sú má rá tí nà gá quá ná xá cùn chá rồ. Sú má rá tí là bốn đoạn âm, na là trường âm thông thường, gá quá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm,
Kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, và rô là trường âm đọc thông, đọc trường âm thông thường. Thana bà la cô na ma kun cha rô ca tu ca phê đa nô đùn ni quá ra dô bát thô ca ba lăng na pun cha tí sumara tí na quá gá quá na sa kun cha rô. Dạ con có sai xin ngày sửa. Dạ con xin sám hối, bên con nó đang mưa to quá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe rõ. Alo, chính xác, phân tích thì đúng. Nhưng mà khi đọc qua trời mưa cho nên nó không có dấu, thành ra có dấu à, chữ na ma, đọc na ma à, câu đầu tiên đó. Phân tích thì chính xác, nhưng mà đọc đó, thì coi như là bị trời mưa đó, ướt cái lạnh, chữ má thành ra chữ ma luôn à. À, chỉ có chỗ đó thôi à, như vậy là cũng thành công rõ ràng chính xác ha. Sa thủ Sikwan và Sikha, quý vị cũng đã hoàn thành trách nhiệm xong ha. À, bây giờ mời xin niệm từ rồi Sik Thanh Hoàng ha. Alo, xin niệm từ lên trước, Sik Thanh Hoàng lên sau. Niệm từ có chiếc máy không? Alo, đây bài học sẽ đưa lên đây. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sông Thà Giá. Trước con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con lễ với bà với cô Trung Nữ, và con kính chào đạo tràng. Và con xin phân tích câu Pháp Cú 324. Và con phân tích câu số 1 và số 2 trước. Thá là đoạn âm, ná là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, má là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Câu số 2, cá, tú, cá là ba đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là đoạn âm, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vô là đoạn trường âm thông thường. Dạ, con đọc hai câu số 1, dạ, con phân tích xong câu số 3, số 4, và dạ, con đọc lại hoàn toàn lại đó. Câu số 3, bá, bát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, cá, bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Sú, má, rá, tí là bốn đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Gá, quá là hai đoạn âm. Nás là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Kun là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Và rô là trường thường. Và con xin đọc lại bốn câu ạ. Thanaba lako na makun charo Katula fe dano dun niwa rayo patho kabalang napung chatisumarati na gawa nasa kuncharo. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Dạ, con có sai thì xin ngài sửa lại giùm con ạ. Mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ và kính đảnh lễ Đạo Tràng ạ. À.
Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 324 ạ. Thana pa ka lo na ma kun cha ro ka tu ka phê da nu du ni wa ra jo pa tho ka pa lang na phun cha ti su ma cha ti na wa na ga wa na sa kun cha ro. Con xin phân tích hai câu đầu ạ. Thana pa ka lo na ma kun cha ro ka tu ka phê da nu đùn đi qua rajo. Đá ná là hai đoạn âm, pa là trường âm, lá là đoạn âm, cô na là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, cá tú cá là ba đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm, rá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ba thổ ca ba lăng na phùn cha ti sumarati na gawanasa cùn cha rô. Bát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, cá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, phun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, xú má rá tí cũng là bốn đoạn âm nữa ạ. Na là trường âm thông thường, gá, gá quá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại ạ. Tha na pa ka lo na ma ku cha ro ka tu ka phê da no dun ni wa ra jo bát thô ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga Sumarati nagawanasa kuncharo. Con xin đọc lại. Fanapakalo nama kuncharo katuka fedano duni warajo. Bato kabalang na phun cha ti sumarati naga wanaksa kun cha ro. Fanapa kalo nama kun cha ro katu kafe dano duni warajo. Bato kabalang na phun cha ti sumarati na sumarati naga wa Nasakun cha ro sumarati nagawa nasa sumarati nagawa nasakun cha ro. Cho con xin phép đọc lại một lần nữa, con hơi bị ngắc ngứ. Dana pa ka lo na ma kun cha ro ka tu ka phê da no du ni wa ra jo bát thô ca ba lăng na phun cha ti sumarati na gawanasa kun cha ro. Dạ con xin hết ạ, con xin ngài sửa cho con ạ, con đọc cũng chưa được chân chu lắm ạ. Sa thú sự nhiệt tình của quý vị ở đây. Điều quan trọng là chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm để nhận định cái mặt chữ, cái giọng đọc của chúng ta cho nó ổn định ha. Điều quan trọng ở đây là phân tích để chúng ta biết nó là đoạn âm hay là trường âm. Sau khi phân tích xong thì đó chúng ta mới đọc nguyên bài ha. Sư Thanh Hoàng, Hoàng Hỷ. Rồi bây giờ cái người đầu tiên tức là Vinh Giang Nhất Hà, rồi tới chiếc Tầm Man, chiếc Phú Biển, chiếc Oanh Phan ha, chiếc Hà, chiếc Niệm Từ, chiếc Thanh Hoàng,
Rồi, chiếc chiếc lá mùa xuân, vân vân. Quý vị đã thể hiện rất tốt cái đoạn âm và đoạn âm. Bây giờ cái điều quan trọng, khi mà phân tích xong rồi, bây giờ cái giọng đọc này, cái câu này là một câu khó. Chúng ta không nên đọc từng câu một, mà đọc một lần hai câu ha. Bởi vì cái câu số 2 á, Dun-ni-wa-ra-yo, thì chữ vô này nó là trường âm thông thường ở cuối câu số 2. Cho nên chúng ta đọc một lần hai câu. Còn nếu mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm thì đó là khổ đế. Quý vị thấy mệt mỏi, nhưng mà nó là trường âm, cho nên quý vị cảm thấy rằng sung sướng, chúng ta được dừng lại ở đó. Và đây không phải là một câu tám từ, mà nó là nhiều, có khi 9, có khi 10, có khi 11 ha. Cho nên cái giọng đọc của chúng ta cũng hơi gấp rồi. Bây giờ chúng ta đọc. Khi nhận diện được cái mặt chữ xong rồi thì khi đó chúng ta mới tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đọc. Thanabba lakko na makkun charo katukaphe dano dun niwa rayo Batho kapalang nakkun chati sumarati na gawana sakun charo Thanabba lakko na makkun charo katukaphe dano dun niwa rayo Batho kapalan napun chati sumarati na gawana sakun charo. Đọc lại lần nữa ha. Thanabba lakko na makkun charo katukaphe dano dun niwa rayo Batho kapalan napun chati sumarati na gawana sakun charo. Rồi bây giờ xin mời quý vị ha. Alo, ai xung phong? Ô, xà thủ Đại Đức Pháp Trang là người mà khích lệ cho quý vị ngày hôm nay. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và con xin được tuyên phong đọc câu Pháp Cú số 324. Thanapa lako namakun charo katu kaphe dano dun niva rayo patho kabalang napun chati sumanarita. Động Sumaratina gavana sakun charo Thanapa lako namakun charo katukaphe dano duniva rayo Patho kabalang napun chati sumaratina gavana sakun charo Thanapa lako namakun charo katukaphe dano duniva rayo Patho Thổ ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga va na sa kun cha ro tha na pa la ko na ma kun cha ro ca tu ca phê đa nô đồn ni va ra do pat thổ ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga va na sa kun cha ro. Dạ bây giờ con đã đọc xong. Bây giờ như hồi nãy thấy dạ bây giờ xin mời Sích Kim Nam Mô Phật Thầy Giá. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và các quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 324. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Thanapa lakho na makkun charo katukaphe dano dun niwa rayo patho kapalang napun chati sumarati na gawa nasakun charo Thanapa lakho na makkun charo katukaphe dano
con xin đọc lại. Thanapha lakho na makhum cha ro katu kape dano dung niwa rayo bak tho kapa lang na pung cha ti sumarati na gawas nasakhum cha ro. Thanapha lakho na makhum cha ro katu kape dano dung niwa rayo bak tho kapa lang na pung cha ti sumarati tí na bắc thổ kapa lằng na bùng cha tí sumarati na gawat na sắc khùng cha rồ tha na phà la khổ na mắc khùng cha rồ katu kape đa nộ đùng ni hòa ra dồ bắc thổ kapa lằng na bùng cha tí sumarana gawat na sắc khùng cha rồ con voi tên tài hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, vội nhớ đến vội. Ôi trời, không thấy cho cái nào á. Chắc cảm làm gì nữa rồi. Dạ con có sai xin sư sửa, con không thấy sư cho gì, chắc sư cảm làm con nữa gì phải không sư? Dạ con xin trả mặt. Alo, 1, 2, 3. Muốn càm ràm thì càm ràm nè. Cái câu cuối cùng Sumarati na gawanas, chữ quá này tại sao kéo dài chi vậy? Nó là đoạn âm, tại sao chữ quá mà là kéo dài? Sumarati na gawanas, na gawanas, chữ nát mới kéo dài, còn chữ quá này thì đọc nhanh, tại sao kéo dài chữ quá? Nó là một đoạn âm chứ không phải là trường âm. Đó, cái chữ quá này là cái chữ mà đang càm ràm nè. Rồi bây giờ mời Sister Man. Alo, dạ con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 324. Thanapa lakuna makuncha ro katu kape dano duniva rayo batho kapa lang napuncha ti sumarati na gavanap sakuncha ro Thanapa lakuna makuncha ro katu kape dano duniva rayo batho kapa lang nap quần cha ti sumarati na gavanapsa quần cha ro. Dạ con xin xuống mất xin sư sửa bài cho con. Dạ alo alo ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 324 ạ. Thana bà la cô na ma cun cha rô ca tu ca phê đa nô đô ni hoa ra dô bát Tho ka ba lang na phong cha ti sumarati na ga wa na sa kun cha ro. Tha na ba la ko na ma kun cha ro ka tu ka phê da no du ni wa ra yo bat. Tho ka ba lang na phong cha ti sumarati na ga wa na sa kun cha ro. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu pháp cú 324. Thanapa
pa la ko na ma kun cha ro ka tu ka pe ta no dun ni va ra ro bát thô ca ba lăng na cun cha ti su ma ra ti na ca ba na sa cun cha ro tha na pa la ko na ma cun cha ro ca tu ca pe ta no dun ni va ra ro bát thô ca ba lăng na cun cha ti su ma ra ti na ca ba na sa cun cha ro. Dạ, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con cảnh kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ đạo tràng ạ. Con xin đọc câu kinh Phật Cú 324 ạ. Pha na pa ka lo na ma kun cha ro ka tu ka phê da no dun ni hoa ra cho bát thô ka ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na wa ga na sa kun cha ro pha na pa ka lo na ma kun cha ro ka tu ka phê da no dun ni hoa ra cho bát thô ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na wa na ga wa na sa cun cha ro. Con voi tên Tài Hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ngài, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 324. Dạ, cho con xin post lên giùm con. Dạ, con xin xuống hết ạ. Dạ, một lần nữa con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 324 ạ. Thanapalako namakuncharo katukape dano dunniwarayo patho kabalang napunchati sumarati nagavanasakuncharo. Thanapalako namakuncharo kutakape dano dunniwarayo patho kabalang napunchati sumarati nagavanasa kuncharo. Dạ, con xin xuống mic, con nhờ, mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ,
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin đọc bài trả bài câu Pháp Cú 324. Thana bà la cô na ma kun cha rô ka tu ka phê đa nô đu ni hoa ra dô bát thô ka ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa kun cha rô Thana bà la cô na ma kun cha rô ku la ka tu ka phê đa nô đu ni hoa ra dô bát Tho ka ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa kun cha ro. Con đọc thêm lần nữa. Kha na ba la ko na ma kun cha ro ka tu ka phê đa nô đu ni hoa ra dô dô. Bát tho ka ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa Kawana Sakun Charo. Dạ, con đã đọc xong. Đã bài xong, con có đọc sai. Ngài sửa lời dùm con ạ. Dạ, kính mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú, quý vị thể hiện rất là tốt. Câu Phật ngôn 324. Trường âm đoán âm, rồi quý vị đọc nguyên bài ha, chia ra làm hai đoạn, có vị thì đọc một hơi ha. Rất là xuất sắc ha. Rồi câu Phật ngôn 324, sau khi nhận diện được mặt chữ, biết được nó là đoán âm, là trường âm, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết tìm hiểu cái chữ Thanabalako ý nghĩa như thế nào, chữ Nama là sao, Kuncharo là nghĩa sao. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích từ vựng ha. Câu đầu tiên, Thanabalako Nama Kuncharo. Thanabalako Nama Kuncharo. Chữ Thanabalako nó do hai từ cộng lại, tức là chữ Thana và Balako. Thana nó là một danh từ trung tính, Akranta Napumsakalinga. Thana có nghĩa là tài sản. Rồi chữ Balako do cái từ ba lá. Ba lá nó cũng là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Ba lá có nghĩa là bảo vệ, hộ trì. Bảo vệ hộ trì. Nhưng mà ở đây nó được đứng làm chủ từ ba la cô, tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Thì ở đây nói lên cái tên của con voi là Thanabala. Con voi nó có cái tên là như vậy. Tên của con voi là tài sản, bảo vệ, thì coi như tài hộ ha. Bởi vì chữ Thana là tài sản, ba lá là hộ trì, bảo vệ, thì Thana ba lá có nghĩa là tài hộ. Con voi nó có tên vậy ha. Rồi cái từ thứ hai, Nama. Nama nó là một danh từ trung tính, Akranta Napumsakalinga. Chữ Nama này là cái tên gọi. Nama là tên gọi mà chúng ta trong cái diệu pháp gọi là cái gì? Danh ha. Nama là danh, Rupa là sắc. Thì đây là cái tên gọi, là một cái danh xưng. Chữ Kuncharo. Kuncharo do cái từ Kunchara. Kunchara là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Kunchara này
Đó được chia theo chủ các số ích và tham á ekavacana vi phát tí cho nên kunchara biến thành kunchara. Kunchara là con voi, kunchara là con voi. Vậy thì cái câu đầu tiên này thanapa lakona makunchara, con voi có tên là thanapa la. Con voi có tên là Thanapala. À, ý nghĩa câu thứ nhất ha. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Alo, còn nghe không? Câu số 2. Katuka phê dano dun niwa rayo. Katuka phê dano dun niwa rayo. Câu số 2, chúng ta có 2 từ. Có 2 từ ha. Katuka phê dano. Katuka phê dano do 2 từ. Katuka cộng với phê dano. Katuka nó là một danh từ trung tính. Nó là một danh từ trung tính. Akarantanapumsakalinga. Katuka có nghĩa là cái mùi hăng hắc. Cái mùi hăng hắc. Rồi, phedano. Phedano do cái từ phedana. Phedana nó cũng là một danh từ trung tính. Akarantanapumsakalinga. Phedana. À, ở đây nó được chia theo chủ các số ích. Bathama ekavacana vipatti cho nên phê đàn á biến thành phê đàn nô. Phê đàn nô có nghĩa là sự vỡ ra. Sự vỡ ra. Vậy thì hai cái từ này đi chung với nhau. Katuka phê đàn nô có nghĩa là sự phát dục. Sự phát dục hay là có cơn phát dục, hoặc là nếu nói cái từ kia gọi là sự động lực. Sự động lực phát dục. Sự động lực cái cơn phát dục. Tức là cái câu này là có cơn phát dục. Con voi có cơn phát dục. Rồi cái chữ dunniwarayo. Dunniwarayo, chúng ta thấy cái chữ đú ở phía trước có nghĩa là khó, xấu, đó là một tiếp đầu ngữ. Rồi niwarayo, niwarayo do cái từ niwaraya. Niwaraya có nghĩa là điều phục hay là dạy dỗ. Điều phục hay là dạy dỗ. Nhưng mà có chữ đú ở phía trước có nghĩa là khó kiềm chế, khó dạy. Khó kiềm chế, khó dạy. Có kèm chế, có giải. Vậy thì câu số 2 này Katuka phê đá nô đùn ní hoà ra dô. Con voi phát dục là khó kiềm chế. Con voi phát dục là khó kiềm chế. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3, bát thô các bát lăng na phun cha ti. Bát thô các bát lăng na phun cha ti. Câu số 3 chúng ta thấy có 4 từ ha. Bát thô là 1, các bát lăng là 2, na là 3, phun cha ti là 4. Chữ bát thô
Đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính của căn ngữ banh. Ở đây chữ bát thô nó đứng làm chủ từ, chủ từ su ít bà tha ma nghe câu vách chân lao bị pháp tí. Bát thô có nghĩa là đã bị trói buộc. Bát thô đã bị trói buộc. Rồi, Kapa-lăng do từ Kapa-lá, nó là một danh từ nam tính, A-kô-lăng-tá-pum-linh-gá. Và Kapa-lá này được chia theo đôi, các số ít, đuôi tì gia quy phát tì e ka va tì na Kapa-lá biến thành Kapa-lăng. Kapa-lăng có nghĩa là vật thực. Vật thực. Rồi, chữ phun chà tí, đây là một động từ số ít, có nghĩa là ăn. Phun chà tí là ăn. Như vậy thì cái câu số 3 này, bát thô ca pa lăng na phun chà tí, bị trói buộc, con voi không ăn miếng nào. Bị trói buộc, con voi không ăn miếng nào. Hay là không ăn vật thực. Bây giờ câu cuối cùng. Sumarati na gawanasakuncaro. Sumarati na gawanasakuncaro. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ. Sumarati là một, nagawanas là hai, kuncharo là ba. Sumarati, đây là một động từ số ít, có nghĩa là nhớ tưởng, mơ tưởng, hồi tưởng. Sumarati. Rồi, nagawanasa. Nagawanasa thì ở đây do hai từ naga và chữ vanasa. Naga nó là một danh từ nam tính, Atapumlinga có nghĩa là con voi ha. Naga là con voi. Và Kuncharo cũng là một con voi ha. Vậy thì câu cuối cùng là tới hai con voi luôn ha. Chữ naga và chữ Kuncharo cũng là con hai con voi trong cái câu cuối cùng này. Rồi chữ tiếp theo sau chữ naga đó tức là chữ vanasa. Vanasa do chữ vana, vana là một danh từ trung tính, akranta napum sakalinga có nghĩa là khu rừng. Nhưng mà chữ vana này được chia theo chỉ định cách, chỉ định cách số ít, tức là chatuthi vipatti ekavacana. Cho nên chữ nagawanasa, nagawanasa nó biến thành cách chia thứ tư ha, số ít. Như vậy thì nagawanasa có nghĩa là đến khu rừng của loài voi, đến khu rừng của loài voi. Và chữ Kuncharo, Kuncharo quý vị cũng đã thấy rằng do cái từ Kunchara, nó là một danh từ nam tính và nó đứng làm chủ từ số ít, cho nên Kunchara biến thành Kuncharo có nghĩa là con voi. Như vậy thì câu số 4 này ý nghĩa là sao? Con voi nhớ tưởng đến khu rừng của loài voi. Con voi nhớ tưởng đến khu rừng của loài voi. Vậy thì câu Phật ngôn 324 cho chúng ta ý nghĩa. Con voi tên là Thanapala, có cơn phát dục là khó kiềm chế, bị trói buộc, con voi không ăn miếng nào và nhớ tưởng đến khu rừng của loài voi.
con voi cái tên là Thanapala có cơn phát dục là khó kiềm chế. Bị trói buộc, con voi không ăn uống miếng nào và nhớ tưởng đến khu rừng voi này. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: con voi thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chảy gèn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Con voi thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chảy gèn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch theo lối thơ Ngũ Ngôn: con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. À, như vậy thì câu Phật Ngôn 324 ý nghĩa về từ vựng chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Bây giờ thư giãn một chút, chúng ta hãy kể. Đây là một bài kệ khó, để coi trong đạo tràng của chúng ta có những cái giọng oanh vàng như thế nào đối với cái câu Phật Ngôn 324 này. Bây giờ đọc chứ, mà không biết có đúng hay không, đã gọi là kể thì sao cũng được ha, quý vị thông cảm nha. Bởi vì cái câu Phật Ngôn này nó không có một cái quy luật rõ ràng, có khi nhiều, có khi ít, cho nên chúng ta cứ kể đi ha, cứ kể đi, tức là sao cũng được hết á. Kể thì không ai khen, không ai chê, nhưng mà mình thể hiện cái bản lãnh coi quý vị có nắm bắt được mặt chữ hay không. Rồi kệ mà, đúng rồi, kệ mà sao cũng được hết á. Giọng cao cũng được, giọng thấp cũng được, giọng trầm cũng được, giọng sao cũng được hết á. Nhưng mà sao mà chính mình nghe mình cảm thấy hoan hỷ là được rồi ha. Thôi bây giờ chúng ta làm theo. Quý vị nhớ đừng có bắt chước theo ha. Thanabalako na makuncharo katukapeda. Ồ sai. Quý vị thấy vô bắt nhịp là thấy câu trước được câu sau thật lắm rồi ha. Rồi tiếp tục. Thanabalako na makuncharo katukapedano dun niwarayo bantho kapalang na punjati sumarati na gawanan sa kuncharo. Ai đọc lại. Thanapalako na makuncharo katuka pedano dun niwarayo bantho kapalang na punjati sumarati na gawanan sa kuncharo. Thanapalako na makuncharo katuka pedano dun niwarayo bantho kapalang na punjati sumarati na gawanan sa kuncharo. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Rồi quý vị nghe không giống ai hết ha. Không giống ai cho nên đâu có ai đưa tay đâu. Cái vị nào đưa tay là chứng tỏ bản lĩnh. Đó gọi là kể thì sao cũng được hết. Xin Nhật Quỳnh Trung Phong ha, xà thủ. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng.
Dạ, cho con 30 giây, mai con có vấn đề rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh lại không? Dạ, cảm ơn Sister Man, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, con hành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, tại con lặng sâu quá nên chị Kim ơi à là sao? Dạ, con lặng sâu quá nên con xin tiêu không để trả bài. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 324. À, biết rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Cảm ơn Như Quang cho bài học. Thanapa la cô na ma cun cha ro cát tu cà phê đa no đuôn ni qua ra dô bát thờ ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga quan na sa cun cha ro thana bà la cô na ma cun cha rô cát tu cà phê đa nô đùn ni qua ra dô ba thờ ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga quan na sa cun cha rô thana bà la cô na ma cun cha rô cát tu cà phê đa nô đùn ni qua ra dô bát thờ ca ba lăng na phun cha ti su va ra ti na ga van na sa quần cha rô con voi tên tài hậu phát dục khó điều phục trói buộc không ăn uống voi nhớ đến rừng voi. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Tha na ba la cô na ma cun cha rô ca tu ca phê đa nô đun ni qua ra dô bàn thô ca ba lăng na cun cha ti su ma ra ti na ga na nát sa cun cha rô tha na ba la cô na ma cun cha rô ca tu ca phê đa nô đun ni qua ra vô bàn thô ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na ga qua nát sa cun cha rô voi con thân rỉ tanh hôi quay cuồng bất trì đến hồi phát điên bỏ ăn bỏ uống chạy ghèn nhớ rừng nhớ mẹ bao khen phá chuồng. Và đây là bản phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc có sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa, con lặng hơi sâu. Và cảm ơn đạo tràng. Và sa thú hoàng cai của Xích Hà và Xích Tâm Hương. Dạ, kính mời quý vị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Dạ, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con chưa trả bài nên con xin trả bài trước. Tha Nà Bà Cá. Dạ, con xin xóa mối. Tha Nà Bà La Cô Nà Má Cùn Chá Rồ Cá Tú Cá Phê Đá Nộ Đù Ni Hòa Ra Dồ Bát Thồ Cá Ba Lăng Na Phùng Chá Tí Su Ma Ra Tí Nà Gá Quá Ná Sa Cùn Chá Rồ Tha Nà Bà La Cô Tha Nà Bà La Cô Nà Má
kun cha ro ka tu ka phê da no du ni wa ra yo bát thổ ca ba lăng na pùng cha ti sumarati na gawana sa kun cha ro. Dạ con xin đọc thêm lần nữa, con lắp bắp. Thana bà la cô na ma kun cha ro ka tu ka phê da no du ni wa ra yo bát thổ ca ba lăng na pùng cha ti sumarati na Nagawasnasa kuncharo. Con voi tên tài hộ pháp dục khó điều phục, buộc trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng. Voi bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thana bà la cô na Map kupun charo katuka fe dano du ni wa rayo batho kabalang na punchati sumarati nawa nasa puncharo. Con voi thân rì tanh hôi quay cuồng bất trị, đến hồi phát điên bỏ ăn bỏ uống chảy gàn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và na pha la cô na ma bung cha ro ca tu ca phê da no du mi wa ra yo bạt thô ca ba lăng na bung cha ti Sumarati naga wana sa puncharo. Dạ con xin cho mic cho vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức. Dạ bảo rung lâu quá, hôm nay con phải cương quyết về sớm để mà vào room nghe được cái tiếng nói của thượng tọa để biết thượng tọa vẫn còn khỏe. Dạ con xin đọc, và nếu như mà có sai thì thầy nói để cho con biết, để con biết là thầy còn khỏe. Dạ con xin đọc ạ. Con xin đọc bài câu bốc cú số 324. Thanapa lako nama quincharo katuka pena Dano dun ni qua rayo patho kapalang na pun cha tisuma rati na gawan natsa kun charo. Và con voi tên tài hộ phát dục khó điều phục, đối buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị, đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chảy gàn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phan phá chuồng. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Vậy con xin kể. Thà na pa lang cô na ma kun cha rong Katu kapeng dando dano dun niwan dayo patho kalal balang na phun chati sumarati nagawan nasa kuncharo thana pala kunama kuncharo Katu kape dano duni warayo patho kapa lana bunjati sun marati naga wanan sakun jaro thana palako nama kuncaro Katu kape dano duni wadayo
pa tho ka pa lang na pun cha ti su ma ra ti na quan qua nan sa kun cha ro. Dạ con đã đọc và kệ xong câu pháp cú, con thỉnh thượng tọa. Dạ nếu có gì sai cho sửa lại cho con, dạ con xin. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kệ cô pháp cú 324. Tại không con không biết kệ nên con cứ bắt chước theo sư thôi ạ. Thanapalako namakuncharo katukasedano dunivarajo bhattho kapalang nafunchati sumaratinahagavanasakuncharo Thanapalako namakuncharo ca tu ca phê đa nô đùn đi va ra yô bạc thô ca ba lăng hư na phun cha ti su ma ra ti na ha ga va na ta cun cha rô con voi tên tài hộ phát dục khó điều phục trói buộc không ăn uống voi nhớ đến rừng voi đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Tha na pa la ko ho na ma kun cha ro ka tu ka phê đa no ho dun ni va ra yo bạc thô ka pa lăng na kun cha ti su ma ra ti na ga va na sa kun cha ro con voi thân rỉ tanh hôi quay cuồng bất trị đến hồi phát điên bỏ ăn bỏ uống chảy ghèn nhớ rừng, nhớ mẹ, bao phen, phá chuồng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 324. Thana pa lako na makuncharo katu kafe dano dan niwa rayo Patho kalpalang napun chati sumarati na wanasakun charo. Con voi tên tại hộ phát dục có điều phục đói buộc không ăn uống voi nhớ đến rừng voi là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thana ba lako na makun charo katu cafe dano. Con xin sám hối. Thana ba lako na makun charo katu cafe dano dan niwa rayo patho kapalang na phun chát tí sumaratina gawanasakun charo voi con thân rỉ tanh hôi quay cuồng bất trị đến hồi phát điên bỏ ăn bỏ uống chạy ghèn nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con xin kể câu này luôn. Thanabalako namakuncharo Katuka fedano duni warayo Batho kabalang nafunjati Sumaratina gawana sakuncharo. Dạ con xin hết ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, nãy giờ con lặng sâu quá, bây giờ con cũng xin 324. Thana ba la cô na ma cun cha ro ca tu ca phê đa nô đun ni hòa ra dô bát thô ca ba lăng na phun cha ti su ma ra ti na
Gawanatsakun Charo. Thanaba Lakonamakun Charo. Katu Cafe Dano Dun Niwa Rayo. Batho Lakabalang. Nafun Chati Sumaratina Gawanatsakun Charo. Con voi tên Tài Hộ phát dục khó điều phục, trói buộc. Không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi, đó là quản dịch của Hòa Thượng. Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ câu pháp cú. Tha na ba la cô, na ma cun cha lô. Cà tu cà phê đa nấu đùn đi qua ra dồ bát thô ca ba lăng na phun cha tì su ma ra ti na gà hoa nát sa cun cha rồ Tha na ba la cô na ma cun cha ro ca tu la phê đa nô đun ni wa ra yo bát thô ca ba lăng na phun cha tì su ma ra ti na gà quát nát xà cún cha rồ con voi thân rỉ tanh hôi quay cuồng bất trị đến hồi phát điên bỏ ăn bỏ uống chạy gèn nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và con xin trả máy lại cho Đào Tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng. Con kính lễ quý chư tăng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài cô pháp cú 324 ạ. Thana bà la cô na ma cùn cha rô ca túp ca phê đa nô đồn ni hòa ra dô. Thổ ca ba lằng na phùng cha ti su ma ra ti na ga wa na sa cùn cha rồ. Tha na ba la cô na ma cùn cha rồ. Ca tu ca phê đà nô đu ni wa ra yô. Pha đô ca ba lằng na phùng cha ti su ma ra ti na wa na sa cùn cha rồ. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi con thân rỉ, tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn, bỏ uống, chảy ghèn, nhớ rừng, nhớ mẹ, bao phen, phá chuồng là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, chị Kim ơi, em mời chị Kim lên ạ. Dạ, em xin xuống mic. Em mời Giang Nhật Hạ. Dạ, một lần nữa con xin lên lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, bữa nay phân tích rồi, đọc rồi, cho nên con cũng tham gia luôn cho nó đủ bộ luôn. Dạ. Thanapa lakho na makun charo katuka pedano dunniwa rayo patho kabalang napun chati sumarati na gavanasat kun charo. Dạ con xin kể ạ. Thanapa lakho na makun charo katuka pedano dunniwa rayo. Patho kupa patho kapalang nabun jati
Sumaratina gavana sakuncharo Thanapalako namakuncharo Katuka vedano duniwarayo Patoka palang nabunjati Sumaratina gavana sakuncharo. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống. Voi nhớ đến rừng voi là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên. Bỏ ăn bỏ uống, chảy ghèn, nhớ rừng nhớ mẹ, bao phen phá chuồng. Là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin mời cô Kim kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Thiệt bữa nay tôi rất là bận, tôi vừa nướng thịt bữa sau, tôi phải có cái hẹn đi làm nha sĩ nữa, chứ lại chạy lăng tăng đó mà cô Kim Nhung làm gì bữa nay kêu tôi lên đọc vậy. Trời ơi trời, đọc cặp kệ đâu có gì đâu, tôi cũng đâu học hay ho gì đâu. Hồi đó tôi đọc kinh lắm, đọc nghe ghê rợn, cũng bữa nay cái bài này cũng hơi khó để đọc đại để đi công chuyện nữa. Nhớ giọng tôi làm gì vậy? Giọng tôi giọng giống như chẹt 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 chìm tàu vậy đó, ai cũng nói cái giọng tôi khó nghe quá hả. Thôi để đọc lại lẹ, tại trễ giờ rồi còn phải đi công chuyện. Dạ xin đọc kệ, bởi vậy tôi mới muốn đọc kinh đọc kệ luôn một lần đó, để tôi gom lại tôi khỏi ấy, mà tôi bị sư đó, Chí Đức cứ la hoài hả. Nói lộn, lúc đọc kệ đọc kệ, lúc đọc kinh thì đọc kệ đại khái như vậy, nhưng mà tôi thấy lúc đọc kệ, lúc đọc kệ kệ thì mấy người kia vô đọc kinh mà sao sư không la, sư cứ càm ràm tôi không à. Sư thích càm ràm với tôi lắm, tôi có duyên bị sư càm ràm lắm, nghe tôi ok. Thôi giờ đọc đi để đi nữa, để chảy giờ nữa. Pháp cầu 324. Thana pala ko namakum charo katuka beda no danung ni warayo bak tho ka balang na pung chate sumarati na gawana sakum charo. Đọc thêm lần nữa nha. Thana pala ko namakum charo Ka tu pa pe da no dung ne wa ra yo bang tho ka ba lang na pung cha te su ma ra ti na wa na sa kung cha ro. Hỏi ba bài, chúc quý vị được an vui ha. Sa thù, sa thù, Thích Kim. Thích Kim đã kết thúc bằng cái giọng kệ quý vị nghe tuyệt vời ha. Giọng kinh, giọng kệ chúng ta cũng đã thể hiện xong. Và hôm nay cũng phát hiện nhiều cái giọng rất là hay. Thôi bây giờ chúng ta ôn lại để rồi đi vào duyên sự. Hôm nay duyên sự của Phật ngôn này hơi dài, quý vị thông cảm ha. Thanapa lakho na makun charo katuka phe dano duniwa rayo batho kapalang napun chati sumarati na gawanasa kun charo. Anh đọc lần nữa. Thana bà la cô na mắc quỳnh cha rồ ca tu ca phê đa nô đùn ni hòa ra dồ bác thô ca bá lăng na quỳnh cha ti su ma ra ti na ga wa na sa quỳnh cha rồ. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Câu Phật ngôn 324. Khi mà Đức Phật ngự tại Thu Kỳ Viên, Ngài đã đề cập đến con trai của một vị Bà La Môn già. Tại thành Sa Va Thi có một ông Bà La Môn có giá trị
tài sản đến 80 cô tí. Ông có 4 người con. Khi mà chúng đã trưởng thành, ông phân chia cho chúng nửa tài sản. Rồi thì theo định luật vô thường, nó như bóng câu qua cửa sổ. Vợ ông mệnh chung, bây giờ các con của ông bàn tính rằng, nếu mà ông ta bước thêm bước nữa thì ai rằng cái gia đình của chúng ta sẽ suy sụp, vì chia tài sản cho em cùng cha khác mẹ và nhất trí cùng nhau, họ an ủi và phụng dưỡng cho ông. Hằng ngày chúng đến săn sóc cho ông từ miếng ăn, thức uống cho đến việc tắm rửa cho ông rất là chu đáo. Một ngày kia, sau khi ông thức dậy, chúng làm công tác vệ sinh cho ông xong, rồi nói về cái kiếp sống thế tục đau thương, khẩn khoản với ông rằng: cha hãy yên lòng, chúng con sẽ nuôi dưỡng cha suốt đời, vậy thì cha hãy giao hết tài sản cho chúng con đi. Ông Bà La Môn già này cho thêm mỗi người là 10 cô tí tiền vàng, chỉ chừa lại có một bộ xiêm y mà thôi. Người con trưởng nuôi ông được vài ba ngày, rồi khi ông vừa đi tắm ra về, nàng dâu mới hỏi ông rằng: cha có anh hai hơn những người kia số tiền là 100 hay là 1000 đồng vàng đâu, sao mà cha cứ ở nơi này lâu như vậy mà không ở những nhà của những người kia? Ông già mới tức giận mạc rằng: thôi, ngươi im đi. Rồi ông bỏ đến người con trai thứ hai. Vài ngày sau, ông cũng bị cái nàng dâu thứ hai hỏi như thế. Tức quá, ông đến hai nhà của hai người con còn lại, rồi cũng bị như thế. Đau buồn quá, càng lúc càng dồn dập ở trong tâm của ông. Ông quyết định xuất gia làm đạo sĩ. Ông đi hành khất từ tháng này sang năm nọ, cho nên thân thể hao mòn, sức lực càng ngày càng mòn mỏi vì thiếu chất bổ dưỡng. Ông cảm thấy mình có cô đơn quạnh hiu khi mà tuổi đã xế chiều, không có người con nào nuôi dưỡng. Càng nghĩ ông càng buồn tủi, chợt nhớ đến Đức Phật Sa Môn Gotama, cái vẻ mặt thanh nhã vui tươi, lời nói thanh tao nhã nhặn. Ông mới mang hành trang đi đến cái trú xứ của Đức Thế Tôn và tìm người an ủi, để tìm người an ủi về tinh thần. Thật vậy, ngay cả những cái vị A-xà-lê đã ghi lại, lúc đó Bà La Môn ấy rất là thiểu não, si mi tơi tả, đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư thấu rõ nỗi khổ niềm đau của ông, ngài mới bảo rằng: này ông Bà La Môn, vì sao mà ngươi lại u buồn, y áo rách đến nỗi tàn tệ như vậy? Thì ông Bà La Môn này chạm tới cái nỗi lòng của mình, cho nên ngạn ngào nói rằng: thưa Sa Môn Gotama, tôi có 4 người con, chúng nghe lời vợ sàm tấu cho nên đuổi tôi ra khỏi nhà. Này ông Bà La Môn, nếu vậy ông hãy học thuộc lòng cái bài kệ này, rồi đi đến chỗ đông người, chờ khi nào các con của ông đến thì ông hãy đọc lên. Để ý cái câu kệ như thế này: tôi có 4 người con, tôi thương chúng vô hạn, mong cho chúng trưởng thành hạnh phúc. Nhưng mà ngờ đâu chúng hắt hủi tôi như là con chó, uy hiếp như là con lợn. Chúng là những kẻ phi nghĩa, hạ liệt. Tuy hình thức là con tôi, nhưng mà thực chất là loài phi nhân giả thú. Chúng bỏ tôi lang thang buồn khổ khi tuổi đã xế chiều, nên bây giờ phải đi hành khất xin ăn từng nhà, giống như ngựa già không còn sức kéo xe nên bị họ mổ thịt vậy. Tôi còn có cây gậy quý báu, những người còn hồ nghi
cây gậy đồng nghĩa với con bò dữ hoặc là con chó. Tuy nhiên nó là có cái hại đối với người không khéo dùng. Khi đi ban đêm bị ngã, nó chống đỡ tôi, nó trở thành hữu dụng đúng cách. Rồi khi ông Bà La Môn học thuộc cái bài kệ nơi Đức Phật, rồi một ngày hội lễ hội rất lớn, có đầy đủ mọi người, có cả những đứa nghịch tử của ông. Ông Bà La Môn này mới kiến nghị đứng giữa hội chúng. Tôi muốn nói với quý vị bài kệ này, chẳng hay quý vị có lắng nghe hay không. Mọi người nôn nóng muốn nghe, ông liền nói lên cái bài kệ. Lúc đó có những vị quan chức đã đề nghị, người con nào đã thừa hưởng phụ ấm mà không phụng dưỡng cha mẹ, người con đó phải xử tử. Và lúc bây giờ các con trai của ông quỳ xuống khẩn cầu: Cha ơi, xin cha thương xót, tha chết cho chúng con. Ông xúc động tình phụ tử, cho nên cũng xin cho các con rằng: Xin quý vị hãy ân xá cho chúng, chúng sẽ nuôi dưỡng tôi. Rồi mọi người quyết định, kể từ nay trở đi, các ngươi phải hết lòng phụng dưỡng cha của người. Nếu mà còn tái phạm thì chúng tôi sẽ trừng trị một cách đích đáng. Các con của thất kinh rước cha về tắm rửa sạch sẽ, thoa sức hương liệu. Rồi các nàng dâu cũng đến răn dạy là từ nay trở đi các ngươi hãy cố tâm chăm sóc cho ông. Nếu mà còn tái phạm thì sẽ trừng trị đích đáng. Nhờ vật thực bổ dưỡng nên thân thể của ông hồng hào, mập tròn. 2-3 ngày sau, thân thể ông khỏe mạnh. Ông nhớ đến Đức Phật, cho nên mới được như vậy. Ông mang một cặp vải đến dâng cho Ngài, đánh lễ Ngài và nói rằng: Thưa Sa Môn Gotama, con là Bà La Môn được tài sản nhờ Ngài. Xin Ngài vui lòng nhận chút quà nhỏ bé này, gọi là tấm lòng thành của con. Kể từ nay, con xin làm đệ tử của Ngài. Đức Phật nhận lãnh cặp vải, rồi Ngài giảng pháp tế độ cho ông. Khi dứt thời pháp, ông Bà La Môn quy y Tam Bảo và bạch rằng: Thưa Sa Môn Gotama, con được 4 bát cơm của 4 đứa con của con xin dâng cho Ngài 2 bát. Lành thay này Bà La Môn, ta sẽ đến đó theo ý của ông. Ông về nhà bảo những người con trai: Con ơi, Sa Môn Gotama là bạn của cha, ngày mai Ngài đến đây, các con nhớ dâng 2 bát cơm này cho Ngài nha. Sáng ngày Đức Phật người đến nhà con trưởng nam của ông. Khi mà vừa thấy Ngài thì y ra rước bát thỉnh vào nhà an cư tại chỗ thích hợp và dâng cúng thực phẩm thượng vị. Rồi tuần tự mỗi nhà, Ngài tiếp tục người đến nhà người con kia, người con nọ, và những người con đó cũng Ngài rất được kính trọng. Ngày hôm sau, người trưởng nam tổ chức lễ cầu an mới thưa với phụ thân: Thưa thân phụ, chúng con sẽ tỉnh vị nào tụng kinh an lành đây? Cha thì chỉ biết có Sa Môn Gotama, bạn của cha thôi. Và nếu vậy thì cha hãy thỉnh bạn của cha và 500 vị tỳ khưu sáng mai đến đây thọ thực. Ông Bà La Môn đã đến thỉnh Đức Phật. Và sáng ngày Bậc Đạo Sư cùng tăng chúng ngự đi. Gia tộc đã cung thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng an vị nơi sang trọng và thích hợp, cúng dường cơm đề hồ cùng vật thực thượng vị. 4 người con của ông Bà La Môn đó bạch rằng: Thưa Sa Môn Gotama, chúng con đã phụng dưỡng tâm phụ của chúng con chu đáo, xin Ngài từ bi tế độ cho ông cụ. Ồ, các người đã hành thiện sự, sự nuôi dưỡng cha mẹ, các bậc trí tuệ ngày xưa cũng đã từng làm như vậy. Và Đức Phật đã thuyết lên bổ sinh chi tiết rằng:
con tượng đã bỏ đi vì những cây non đâm chồi sung mãn. Và Ngài đã thuyết lên câu 324. Câu Phật ngôn 324 xin lặp lại ha. Quý vị chờ chút. Thanh bà la cô na mắc quân chá rô khá tu cập phê đá nô đùn nế hoa ra dô. Bà bác lầm nắp quân chá tí su ma ra tí na gá quá nát tá quân chá rô. Con voi tên tài hộ, phát dục khó điều phục, cho bụt không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Sau khi câu Phật ngôn này chấm dứt, thì các con của Bà La Môn già đồng tâm tình phụ tử nổi lên dào dạt và thâm nhập vào lạc pháp. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên tứ thánh đế với thời pháp, thì ông Bà La Môn cùng các người con trai đã chứng đắc thánh quả tu đầu. Nhân sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng bốn con nghe vợ đuổi cha già, ông cụ buồn hiu phải xuất gia, sống nếp thanh bần đời khất sĩ, người ông tiều tụy khác xưa xa, nghe đồn Đức Phật đại từ bi, tìm đến mong Ngài giải pháp chi, thoát khỏi đường tu đầy khổ hạnh, Phật cho ông học một bài thi. Giữa nơi tí chúng hội đông vầy, ông nói cho tôi đọc kệ này, kệ dứt con ông xin sám hối, nguyện xin chuộc tội kể từ đây. Cây gậy này hơn bốn đứa trai, chẳng qua mượn cớ nhắc chừng ai, hoặc nồng ốc lạnh gương con hiếu, kim cổ đông tây tán tụng hoài. Alo, tu Phật ngôn 324 hả? À, chắc vậy rồi. À, ý nghĩa câu Phật ngôn này quý vị thấy sao? À, duyên trị chúng tôi cũng đã trình bày. À, thường thường trường hợp này là trường hợp khi còn sống, tức là đã khắc khủy cha mẹ như vậy. Khi mà đã cầm được đồng tiền trong tay thì không coi cha mẹ cái ơn sanh thành dưỡng dục có cái lô nào hết, mà chỉ nghe lời vợ và có những cái hành động như vậy. Và quý vị thấy ở đây người vợ rất là có quyền lực, rất có quyền lực. Người con trai, con chồng mà khi nghe lời vợ rồi thì coi như là nó bỏ đi tất cả. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy trong thế gian chúng ta gặp rất là nhiều khi còn sống. Tức là để vợ lên đầu á, thờ bà, và coi như quên đi người cha già. Và khi mà cha già nằm xuống á, thì không lo hậu sự mà lại thắc mắc, cha tôi nay đã quy tiên, xác còn nằm đó mà tiền để đâu, vân vân. Vì tham, vì danh, vì lợi, vì tiền bạc, mà coi như có những cái hành động không có thể hiện cái hiếu hạnh của một người con. Quý vị biết tại sao mà những người con trai này sợ vợ không? Bởi vì cái lý do thế này: kính vợ đắc thọ, sợ vợ thì sống lâu, né vợ thì bớt sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo, vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là có mắt không trọng, để vợ phiền lòng là tru di tam tộc,
Bởi xa là hằng học, là trời đánh thánh đông. Vợ gọi mà ngậm câm là lòng ra sói. Ghé vợ mình đói là tội nhân của thiên cổ. À, chính vì vậy cho nên những người con trai này rất là nể, rất là cung kính đối với vợ của mình mà quên đi người cha già. Alo, thôi hết giờ rồi mà. Nó ăn chặt nó vậy. Rồi, sao Sĩ Nhật Quỳnh đưa tay có chuyện gì? Rồi, xin mời Sĩ Nhật Quỳnh ha. Dạ, sa thủ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài đã giảng giải từ vựng cũng như viên sự bài pháp hôm nay rất là hay. Và Ngài nói tụi con là phụ nữ nghe cũng nhột lắm, phải không quý vị? Vị nào phụ nữ là đưa tay lên coi, nghe nhột quá đi thôi. Nhưng mà mong sao rằng trong đạo tràng chúng ta đừng có những người vợ như vậy ha quý vị ha. Mong vậy ha. Thưa pháp tràng thích quá cười liền. Dạ, ông rất là tri ân quý Ngài. Nhưng mà con đưa tay hết giờ, con vẫn đưa tay. Dạ, con mong nhột quá hả Thiên Phụ. Con mong là Ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, con có ngày hôm qua con có trình với đạo tràng về việc lễ chân y Katina của chùa Ngọc Đạt. Thì con định là hôm nay là cái ngày của Rum, thì con sẽ lên trình bày rõ hơn. Và có nhiều người đã gọi cho con để hỏi địa chỉ cũng như ngày giờ của lễ dân y Katina ở chùa Ngọc Đạt. Và con mong Ngài cho con vài phút để con thông báo cái bản này. Và Nhật Quỳnh xin phép được đọc ạ. Dạ, xin thông báo vì lý do ngoài ý muốn, thí chủ dân y Katina Đạt năm nay không thể đảm nhiệm được. Con Nhật Huỳnh xin phép được kêu gọi thí chủ Phần Hùng. Con kính mong chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, gần xa, chung tay cho ngài đại lễ dân y Katina. Dạ. Cho con đọc tiếp. Ngài lễ dân y Katina ở chùa Ngọc Đạt vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 1 tháng 10 năm Canh Tý. Mỗi cổ phần là 50 đô hay 1 triệu tiền Việt Nam. Và nếu vị nào kinh tế yếu kém có thể 2-3 vị một phần hùng cũng được. Địa chỉ chùa Ngọc Đạt 23 Sạch 8, Hoàng Đình Cận, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ liên lạc là Hòa Thượng Trí Đức, trụ trì chùa Ngọc Đạt, thế danh Huỳnh Bá Kiệm. Phone là 0908005353. Kính mong quý vị, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, cùng nhau tạo phước đồng liệu nhau cả thải. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, và con tri ân Đại Đức Pháp Trang. Dạ, sư đã nói là hôm qua sư đã chuyển thiền một cửa phần cho ngài rồi. Dạ rồi, con rất là xa thú tri ơn Đại Đức Pháp Trang đã tiên phong và rất là đắc hàng. Và Nhật Bình cũng xin xa thú với huynh Giang Nhật Hà cũng như huynh Thính Pháp Ba tối ngày hôm qua của Nhật Bình. Dạ, dạ cô được chị ăn con chiếc lá mùa xuân cứ việc liên lạc với nhà Trí Đức. Còn nếu vị nào ở Mỹ mà có khó khăn gì thì cứ liên lạc với Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh sẵn sàng. Dạ không có. Dạ xa thú cô Phúc Hạnh rất là nhiều luôn. Cô đang bệnh hoạn mà cô cũng không một cổ phần, rất là xa thú cô. Dạ cảm ơn sức niệm từ. Và cũng cho Nhật Quỳnh nói tiếp nha. Tới ngày hôm qua huynh Giang Nhất Hà đã gọi điện thoại cho Nhật Quỳnh để xin địa chỉ của ngài. Nhưng mà tính tới tính lui, hai con và huynh Giang Nhật Hà thấy Giang Nhật Hà cũng rất là khó khăn để gửi tiền về Việt Nam. Nên con đã nói thôi bây giờ Nhật Quỳnh sẽ gọi cho ngài. Và Nhật Quỳnh chịu cái phần nợ đó, rồi từ từ Giang Nhật Hà sẽ gửi lại con.
Dạ, rất là xa thú là Vinh Giang Nhật Hà, hai cổ phần cũng như đã hùng luôn một hai cổ phần của Vinh Thính Pháp Ba. Dạ, con rất là tri ân đạo tràng. Dạ, con rất là tri ân lại Đức Pháp Trang mở hàng rất là đắt cũng như cô Phúc Hạnh. Dạ, rất là tri ân. Dạ, đây là lời nói con bị trễ nãy, con xin sám hối về đạo tràng do con đã trễ hết 7 phút. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài Trí Đức ạ. À, và cái số tiền ngày hôm qua mà Vinh Giang Nhật Hà nhờ con thì con cũng đã gọi điện dây bạch với Ngài rồi. Dạ, con cung thỉnh Ngài xác nhận dùm con ạ. À, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức à, xác nhận dùm con 4 cổ phần tối ngon văn đạo.